Đây thì mình sẽ hướng dẫn cách cài một cái project nếu mà các bạn thuê đồ án của mình. Đây là cả project. Khi các bạn dần đến thì mình sẽ copy vào Antidoc. Rồi xàm nha, Antidoc này. Ok. Ở đây, đây các bạn đã vớt ra đây rồi thì ok. Tiếp theo là mình sẽ mở Visual Code. Phải. Ông này ông chưa cài bất kỳ một cái phần mềm gì hết. Con này chạy rồi, ok. Mình sẽ cài Visual Code vậy. Trong quá trình cài thì mình sẽ chờ cài thì mình sẽ vào thằng admin 3306. Cộng đây là cộng bao nhiêu? Cộng 81 à? Mình sẽ tạo một cơ sở dữ liệu là đồ án này. Ở đây thì mình sẽ để dạng Unicode. Đây. Mình sẽ import vào. Đây, cơ sở dữ liệu đây. Sau đó các bạn sẽ import vào. Đấy, xong. Sau khi đã import xong thì mình đã cài. Bình thường thì mình sẽ dùng suốt LaTeX, nhưng mà giờ mình sẽ ít dùng, mình toàn dùng Visual Code để cho nó tiện để làm việc với Laravel thì mình sẽ dùng thằng Composer nhiều hơn. Create code. Ô sao không được nhỉ? Create code. À đây. Ông này ông cài rồi, mình quên mất, mình không nhìn rõ. Giờ mình sẽ, các bạn sẽ import cái cơ sở liệu và import cái project của mình vào. Thì ở đây các bạn vào sẽ OC cho mình này. Exam này, Antidoc này. Đồ án này, ông này ông đi từ đồ án đây, mình sẽ import vào đây. Đây thì các bạn đổi cho mình cái NV này thành đây là đồ án này. Xóa rốt này đi. Sau đó các bạn mở thằng terminal lên. Đấy. Sau đó viết ra mình pptv. Ok, ông này là chạy được thành công rồi. Thì mình sẽ chạy artisan này. Nó sẽ review ra một cái server thì ở đây các bạn sẽ chỉ cần localhost 8000. Đấy. Chắc chắn nó sẽ chạy được. Thành công. Đây nhá, để mở được một cái project thì các bạn sẽ phải làm như sau. Đây. Ở đây thì tạm cái này là tắt debug để khi nào mà có lỗi thì bật thằng này lên để mình nhìn nó rõ thôi. Đấy. Đây này, để mở được project thì đầu tiên các bạn bật exam lên và start hai thằng đầu tiên này. Start hàng này nhá. Sau đó thì khi mà nó start xong tắt đi, sau đó các bạn sẽ import cái project của mình cần chạy, sau đó chọn vào cái tab terminal này, new, chạy cho mình cái lệnh php artisan server. Đấy, nó sẽ render ra mình một cái server này. Thì các bạn đánh lại, một là đánh lại link này, hai là localhost cổng 8000 này. 127.0.0.1 đấy, mặc định là nó là localhost đấy. Đấy thì các bạn sẽ hiển thị được cái link như này. Đấy. Thế thôi,